Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau, giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 62.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 60.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 42.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Bắc dao động trong khoảng 35.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Đông dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Tây dao động trong khoảng 32.000 đồng kg, giá vịt thịt Super Em, miền Đông dao động trong khoảng 39.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt Rim Bao, miền Đông dao động trong khoảng 40.000 đến 41.000 đồng kg, giá gia cầm tại các địa phương cụ thể như sau Giá gà mía tại Nghệ An là 88.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 85.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 85.000 đồng kg, giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 61.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg, giá gà Trendy tại Nghệ An là 70.000 đồng mỗi kg tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg, giá gà nòi tại Cần Thơ là 72.000 đồng kg, giá vịt tại Hồ Chí Minh là 37.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 37.000 đồng mỗi kg, tại Cần Thơ là 42.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 36.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 37.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 37.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 38.000 đồng kg thị trường giá trứng gà hôm nay lại thêm một ngày yên ắng, không có biến động mới nào được ghi nhận. Giá trứng gà trắng loanh quanh trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg. Trứng gà đỏ vẫn thấp hơn, giữ giá bán từ 1.700 đến 2.000 đồng kg. Cẩm Hoàng là một trong số ít địa phương của Cẩm Giàng, Hải Dương có lợi thế phát triển nông nghiệp, nhất là chăn nuôi và thủy sản. Hiện xã đã phát triển mô hình nuôi gà thảo dược, từ lâu nghề chăn nuôi đã mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã, nhất là chăn nuôi gà. Dù phát triển chăn nuôi mạnh nhưng gà thịt ở Cẩm Hoàng chưa có thương hiệu nên giá trị kinh tế chưa cao. Năm 2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu thực hiện mô hình nuôi gà thảo dược trên địa bàn xã và đạt được kết quả khả quan. Cũng từ đây, ý tưởng xây dựng thương hiệu sản phẩm gà thảo dược Cẩm Hoàng hình thành anh Phạm Đức Tâm ở thôn Quý Khê là một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn xã nuôi thử nghiệm gà thảo dược. Trong tháng đầu tiên, gà được tiêm phòng vaccine đầy đủ và cho ăn thức ăn công nghiệp, nhưng từ tháng thứ hai trở đi sẽ được nuôi bằng thức ăn được phối trộn từ cám gạo, cám ngô, thân chuối với thảo dược gồm đơn kim, hoàng ngọc, hồi và quế. Các loại thảo dược được sấy hoặc phơi khô, nghiền nhỏ và trộn thành hỗn hợp, sau đó ép viên thành thức ăn cho gà. Đây là nguồn thảo dược chính giúp gà tăng sức đề kháng và chống lại các bệnh như hen, bệnh đường ruột. Anh tâm cho biết, gà nuôi bằng thảo dược để đạt trọng lượng xuất bán phải 4 tháng, dài thêm 10 đến 15 ngày so với phương pháp nuôi thông thường. Nhờ nuôi bằng thảo dược nên tôi không phải dùng bất kỳ loại kháng sinh nào trong quá trình nuôi. Gà chắc và thơm ngon, ngọt thịt hơn so với gà nuôi thông thường. Nhiều người tiêu dùng khi biết đến gà thảo dược của gia đình đều tìm đến mua và đánh giá cao về chất lượng vốn chỉ nuôi gà thông thường nhưng từ khi biết đến gà thảo dược ông trần văn phong ở thôn phượng hoàng cũng chuyển đổi phương thức nuôi theo ông phong nuôi gà thảo dược không chỉ thơm ngon dễ bán hơn gà thông thường mà còn tiết kiệm chi phí gà nuôi theo phương pháp bán chăn thả các loại thảo dược trộn trong thức ăn cho gà đều có sẵn tại địa phương nên giá rẻ gà được tăng sức đề kháng nên ít bệnh không phải sử dụng kháng sinh trong quá trình chăn nuôi theo tính toán, giá thành sản phẩm của 1 kg gà thảo dược chỉ khoảng 48.000 đồng, rẻ hơn từ 7.000 đến 10.000 đồng mỗi kg so với gà nuôi thông thường. Hiện nay, có khoảng 10 hộ đang tham gia mô hình nuôi gà thảo dược, mỗi lứa từ 500 đến 700 con. Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế và môi trường. Các hộ chăn nuôi đã tận dụng hài hòa các nguồn tài nguyên chăn nuôi sẵn có tại địa phương, chuồng trại cũng giảm hẳn mùi hôi thối nguồn phân gà sạch được sử dụng trong trồng trọt hiệu quả mô hình giúp người dân thay đổi nhận thức tập quán chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi có đầu tư thâm canh áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật do mô hình mới được triển khai sản phẩm chưa có thương hiệu chưa nhiều người tiêu dùng biết tới nên giá bán chỉ tương đương so với gà nuôi thông thường